Mới sáng đầu tháng, chủ nhà trong câu chuyện dưới đây đã rơi vài tình cảnh dở khóc dở cười. Chẳng là chiếc xe ô tô màu đen ở đâu tới đổ chắn một bên cửa của nhà anh này suốt 2 tiếng. Đến khi chủ xe quay lại lấy xe cũng không có bất cứ lời xin lỗi với chủ nhà vì sự phiền hà mà mình vừa gây ra. Quá bức xúc, chủ nhà liền chụp ảnh rồi chia sẻ lên mạng xã hội, mùng một đổ trước cửa nhà mình 2 tiếng từ lúc mình chưa mở cửa, xong lấy xe không xin lỗi câu nào. Nói thật là định lấy cái khóa chữ U khóa bánh lại cho bực nhưng thôi. Chủ nhà phàn nàn gì một chiếc ô tô ở đâu tới đổ chắn cửa nhà. Bài phàn nàn đăng còn chưa lâu trên, chủ nhà trở ra ngoài thì lại phát hiện thêm món quà khác ở đâu tới đổ ngay bên cửa còn lại. Khung cảnh trước mặt khiến chủ nhà thực sự không thốt nên lời. Điên mất. Vừa đăng một cụ đổ trước cửa xong, vào xem bình luận thì quay ra lại có cụ khác đổ bên cửa còn lại. Bài phàn nàn đăng chưa lâu, chủ nhà lại đau đầu với chiếc xe khác đổ ở phần cửa còn lại. Bài đăng lần thứ hai lên vẫn là phàn nàn chuyện đổ xe thiếu ý thức của chủ nhà khiến dân mạng đặc biệt chú ý. Người thì chia sẻ sự bức xúc, người lại bật cười vì cái nhỏ mà chủ nhà phải trải qua. Chiếc xe màu trắng từ đâu tới đổ ngay trước một bên cửa còn lại của chủ nhà khiến anh này